Xin kính chào quý vị khán giả đang trở lại với chuyên mục thử xe của chương trình Xe và Xu Hướng. Thưa quý vị, trước mắt quý vị ngày hôm nay là một cái chiếc xe với màu vàng cát rất là đẹp. Đây chính là chiếc Nissan Terra mà đã có lần chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị trong những chuyên mục thử xe trước đây. Tuy nhiên, một số khán giả vẫn yêu cầu tiếp tục muốn biết thêm những cái thông tin khác về cái chiếc xe này. Và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị và mời quý vị cùng chúng tôi khám phá cũng như là trải nghiệm, cũng như là tìm hiểu thêm những cái thông tin về cái chiếc xe Nissan Terra này. Mời quý vị cùng theo dõi nha. Là sự kết hợp giữa những giá trị cốt lõi của thương hiệu với các thành tựu công nghệ mới, Nissan Terra sở hữu các tính năng công nghệ chuyển động thông minh Nissan Intelligent Mobility, ấn tượng cùng thiết kế mạnh mẽ, hiện đại và khả năng vận hành vượt trội. Nhờ việc thiết kế hệ thống khung gầm với bề dày hơn 60 năm phát triển, được trang bị những tính năng chuyển động thông minh cùng các hệ thống an toàn tối ưu, Nissan Terra đã được tổ chức ASEAN NCAP, chương trình đánh giá xe mới cho các nước Đông Nam Á, đánh giá đạt tiêu chuẩn 5 sao. Thành tựu này là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Nissan trong việc nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho phương tiện và đảm bảo an toàn cho khách hàng. Từ khi ra mắt lần đầu tại thị trường châu Á vào đầu năm 2018, Nissan Terra luôn nằm trong danh sách các sản phẩm bán chạy nhất của Nissan. Tại Indonesia, Nissan Terra xếp vị trí Á quân trong bảng xếp hạng những mẫu xe được yêu thích nhất tại triển lãm ô tô danh tiếng Gaikindo 2018. Thưa quý vị, cũng thật khó để mà làm hài lòng tất cả mọi người đúng không ạ? Tuy nhiên thì tôi nghĩ thì đối với chiếc Nissan Terra này thì nó cũng làm ít nhất là hài lòng những khách hàng được coi là khó tính, bởi vì cái nội thất được trang bị rất là tiện nghi và nhiều công nghệ, thậm chí là ngoại thất cũng thiết kế khá là đẹp và mạnh mẽ, cứng cáp, đúng chất của một chiếc SUV. Chiếc xe này thì nó được trang bị những cái công nghệ vận hành off-road tiên tiến nhất của Nissan, như là cái khóa vi sai trung tâm, rồi hệ thống hai cầu giúp chiếc xe có thể vận hành thoải mái trên đường off-road. Ngoài ra thì những cái công nghệ an toàn khác như là kiểm soát hành trình, hỗ trợ đổ đèo, rồi khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo làn đường, cảnh báo va chạm, vân vân, tất cả những cái công nghệ tiên tiến nhất thì gần như là có mặt đầy đủ trên chiếc xe này, đặc biệt là trên phiên bản V. Thì tại Việt Nam thì Nissan Terra có 3 phiên bản. Phiên bản V là phiên bản cao nhất, hộp số tự động 7 cấp. Trong khi hai phiên bản còn lại thì là chỉ được trang bị một cầu và trong đó có một phiên bản máy dầu. Cái thiết kế ở bên trong nội thất của Nissan Terra thì khá là tiện nghi, từ ghế ngồi cho đến những cái trang bị thiết yếu nhất, tức là hành khách cần cái gì thì nó sẽ có, nó sẽ đáp ứng. Ghế ngồi trên chiếc xe này thì nó được thiết kế cũng hơi đặc biệt một chút, là cái hàng ghế thứ hai và thứ ba nó cao hơn hàng ghế thứ nhất, kiểu thiết kế ghế giống như là trong nhà hát. Thì như vậy thì người ngồi ở hàng ghế thứ hai hoặc là thứ ba, họ có cái tầm nhìn nó rộng hơn, nó thoáng hơn, ngay cả phía trước cũng như là bên hông xe. Nissan Terra thì có 3 phiên bản, cả 3 phiên bản đều được trang bị động cơ 2.5 lít. Động cơ này thì nó cho công suất 169 mã lực tại 6.000 vòng một phút. Cái mức tiêu hao nhiên liệu mà Nissan công bố là khoảng 9,42 lít trên 100 cây số. Như vậy thì với những cái thông số này thì cũng là chấp nhận được trên một chiếc xe như là Nissan Terra đúng không ạ? Ngoài những cái trang bị như tôi vừa giới thiệu thì một cái trang bị cũng đáng giá khác ở trên Nissan Terra đó là cái hệ thống camera, bao gồm cái hệ thống camera 360 độ, camera lùi. Cái ưu điểm của hệ thống camera này, nó có thể giúp cho người lái hoàn toàn yên tâm khi mà di chuyển xe ở trên những cái loại địa hình khó khăn, ví dụ như là mình đi vào những cái cung đường hẹp nè, những cái cung đường gồ ghề như thế nào đó, thì cái hệ thống camera quan sát xung quanh nó sẽ giúp mình dễ dàng quan sát xung quanh xe để mình di chuyển xe một cách dễ dàng hơn. Camera lùi nó cũng giúp cho cái việc đổ xe của mình nó cũng dễ dàng hơn. Và với một cái chiếc xe được trang bị đầy đủ tiện nghi như thế này thì khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi mà sở hữu nó. Riêng về cái việc mà trải nghiệm chiếc xe này thì tôi thấy thì với một chiếc xe mà động cơ 2.5 thì cái ga nó khá là mạnh. Mặc dù có người nói với tôi là cái chiếc xe này nó hơi ồn, tuy nhiên thì đối với một cái động cơ diện tích lớn 2.5, những chuyện ồn thì cái chuyện đó là cái chuyện chấp nhận được. Và cái vấn đề quan trọng là cái ga nó rất là, cũng khá là êm,
chúng tôi cũng có dịp trải nghiệm cái chiếc Nissan Terra này trên một cái cung đường cũng khá là dài đó, hơn 400 cây số, đi qua rất là nhiều cung đường khác nhau từ đô thị cho tới rừng, rồi đường gồ ghề, đường off road, đường đồi núi và đồi cát nữa. Và cảm thấy rằng cái chiếc xe này nó hoạt động rất là ổn. Và đặc biệt là cái người ngồi hàng ghế thứ hai, khi mình ngồi hàng ghế thứ hai, mặc dù là mình đi qua những cái cung đường khác nhau, đường gồ ghề, sóc, dằn, vân vân, nhưng mà mình vẫn không cảm thấy mệt mỏi, mình không cảm thấy đau lưng hay là bị sốc như thế nào. Và không chỉ là bản thân tôi trải nghiệm cái chuyện này đâu, mà những người cùng trải nghiệm với tôi họ cũng đều đồng ý cái này, và chứng tỏ là cái hệ thống giảm sốc của Nissan Terra cũng khá là tốt. Hiện nay thì Nissan Terra được bán với giá là 998 triệu đồng so với trước đây là giảm 100 triệu đồng. Như vậy thì khách hàng hiện nay có thể dễ dàng sở hữu cái chiếc Nissan Terra này với cái mức tài chính tôi nghĩ là khá là hợp lý. Với một cái chiếc xe nhập khẩu từ Thái Lan như Terra, cái này với nhiều công nghệ tiện nghi, thì tôi nghĩ là đây là một cái cơ hội để cho những ai yêu thích thương hiệu Nissan nói chung, cũng như là yêu thích cái mẫu xe Terra này, dễ dàng sở hữu mẫu xe này hơn. Ra mắt tại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2018, mẫu SUV cỡ lớn này đã được khách hàng Việt Nam đón nhận nồng nhiệt. Hiện tại, Nissan Terra được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 8 màu ngoại thất và giá bán như sau.